Trong năm 2023, mặc dù số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai là 21.764 người, tăng trên 5.700 người so với năm 2022, tuy nhiên việc nâng mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn theo Nghị định số 07 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 từ 700.000 đồng lên 1.500.000 đồng cũng đã kéo theo mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu tăng theo, nên việc vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại các địa phương của tỉnh Gia Lai hiện đang gặp nhiều khó khăn, số phát triển mới còn thấp. Do đó, để đạt được tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 15,83% vào cuối năm 2024, tỉnh Gia Lai đang tập trung thiết lập, kiện toàn ban chỉ đạo từ cấp tỉnh đến cấp xã, do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân làm trưởng ban, cơ quan bảo hiểm xã hội là phó trưởng ban và các ngành các cấp tham gia, tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị vào cuộc đẩy mạnh tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp. Bên cạnh đó, các cấp ngành phối hợp giải quyết hài hòa hai vấn đề quan trọng, đó là giải quyết chi trả đầy đủ kịp thời quyền lợi của người tham gia thụ hưởng, kiểm tra giám sát phòng ngừa gian lận, lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.